Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ sáng nay thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin trong 12 giờ qua trên địa bàn đã ghi nhận thêm 20 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 14 ca nhiễm cộng đồng. Trong 14 ca nhiễm cộng đồng sáng nay có 8 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh và chợ Quang Trung, 5 ca ở thị xã Thái Hòa có liên quan đến bệnh nhân dương tính ở Hà Tĩnh. Đặc biệt có một ca được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng là nữ bệnh nhân ở thị trấn Cầu Giát Quỳnh Lưu. Ngoài ra có 6 trường hợp trở về từ các tỉnh phía Nam. Về công tác xét nghiệm trong 12 giờ qua, tổng số mẫu tiếp nhận là 7.529 mẫu, đã có kết quả 3.932 mẫu, phát hiện 20 ca dương tính. Số mẫu chờ kết quả 3.597 mẫu. Như vậy, tính từ ngày 13 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 555 bệnh nhân mắc COVID-19. Ở 20 địa phương, tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh ra viện, chuyển tiền trên là 237 bệnh nhân, số ca tử vong 1, bệnh nhân hiện đang điều trị là 317.